Các bạn thân mến, trong video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cách thực hiện thiết kế một tấm bìa tạp chí trên nền của Photoshop CC phiên bản 2019. Đây cũng là một trong những cái nội dung mà nhiều bạn cũng đã quan tâm và đề cập đến, thì trong video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết. Một cái vấn đề mà chúng tôi cũng muốn nói thêm các bạn là nếu như thiết kế bìa tạp chí thì các bạn nên sử dụng Photoshop, bởi vì một lý do rất đơn giản là tất cả các cái ảnh chúng ta xử lý đều trên Photoshop. Thế ở đây thì tôi sẽ có hai cái tấm hình nền, một là hình ảnh của người mẫu này và thứ hai nữa là hình ảnh của một cái khung cảnh bên ngoài, và tôi sẽ ghép hai cái này vào. Và trước khi đó thì cái phần image này trong phần mode thì các bạn sẽ chuyển đổi cái màu này sang chế độ màu CMYK. Đấy, các bạn có thể ấn OK. Như vậy nó đã chuyển được cái sang cái chế độ màu mới. Và cái phần người mẫu này cũng vậy, chúng ta cũng phải sau khi chỉnh sửa hình ảnh xong thì các bạn sẽ chọn nó sang chế độ CMYK để cho nó chuẩn về màu sắc. Khi các in ấn ra thì cái màu nó sẽ trung thực và nó thật hơn. Thế với phiên bản này thì để tách cái người mẫu ra rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn cái công cụ đó là Quick Selection này, và sau đó các bạn nhấn vào cái nút đó là Select Subject. Chỉ cần kích vào đây thôi thì ngay lập tức nó đã tách cho các bạn cái nền của cái người mẫu này ra một cái dễ dàng và đơn giản như thế này. Và trước đây chúng ta phải dùng công cụ Quick để chúng ta dùng. Tiếp đó thì chúng ta chọn tiếp phần Select and Mask ở đây. Thì cái phần này thì có thể cái phần feather này tôi sẽ cho nó lên khoảng 0.5 pixel. Cái phần này cho nó mềm mại hơn. Và ở cái phần output true này thì chúng ta sẽ đưa nó thành new layer with layer mask để tạo ra một cái lớp layer mới ở đây. Sau đó xong các bạn nhấn OK thì như vậy chúng ta đã có cái hình ảnh người mẫu. Tiếp đó các bạn chọn file và chọn new. Và ở đây thì cái phần tiêu đề của nó tôi sẽ đặt tên cho nó là Manager. Cover, tức là cái bìa tạp chí. Cái tên của nó thì các bạn đặt như nào cũng được. Ở đây các bạn lưu ý là ở đây tôi thiết kế một tấm bìa với chiều rộng của nó là 190mm và chiều cao của nó sẽ là 270mm. Đây cũng là một trong những cái khổ bìa tạp chí khá phổ biến. Và đặc biệt ở đây cái phần color mode này thì các bạn đặt ở đây là chế độ màu của nó là CMYK cho nó chuẩn. Khi mà các bạn chuyển đi in ấn thì màu sắc trên máy tính như thế nào thì cái màu in ra nó sẽ được như vậy. Nếu chúng ta đặt ở đây là RGB thì sẽ cái màu của nó sẽ bị lệch màu khi mà các bạn in ấn. Sau khi xong chúng ta chọn Gray. Như vậy là tấm bìa tạp chí ở đây rồi. Và chúng ta chỉ cần là nhấc cái này sang thôi. Đúng không? Chúng ta lấy cái hình nền này nhấc sang. Tôi nhấc cái hình nền sang bên này. Đấy, các bạn điều chỉnh để làm sao cho nó vừa với cả cái khuôn này là được. Đấy, tôi nhấn Ctrl T để có thể cho nó to ra một chút như này. Đấy, như này thôi, được chưa? Tiếp đó chúng ta sẽ chọn hiệu ứng và filter, chọn blue và Gaussian blue để chúng ta đưa cái phần radius này các bạn có thể đưa xuống 6.8 để cho cái hình nền bên trong nó mờ đi một chút, cho cái hình ảnh người mẫu này sang, và gấp thả cái hình ảnh người mẫu này sang cho nó sắc nét hơn, bởi vì hình ảnh người mẫu thì chúng ta nên để nó sắc nét. Thế còn cái hình ảnh của cái hình kia thì chúng ta cứ để nó bình thường thôi. Thế tôi sẽ nhấn Ctrl T để đưa người mẫu này vào. Các bạn biết là trong phiên bản Photoshop CC 2019 thì nó sẽ không cần phải nhấn giữ phím Shift thì chúng ta vẫn giữ được cái tỷ lệ kích thước rất chuẩn. Ở đây chúng ta đặt cái người mẫu vào chính giữa. Sau khi xong chúng ta nhấn nút đây. Như vậy là xong, đúng không? Như vậy là chúng ta đã có cái ảnh bìa. Và tiếp đó thì chúng ta sẽ tôi muốn cái chữ mà magazine nó sẽ nằm ở phía bên dưới của hình ảnh người mẫu, thì chúng ta sẽ tạo ra đây một cái gõ cái tên vào đây. Đây là cái tên của cái bìa tạp chí, đúng không? Và các bạn kéo nó ra, kéo nó rộng ra.
to hết cả ra cái bìa như này. Bởi vì khi chúng ta in cái bìa ra thì chúng ta không cần phải giữ cái khoảng cách an toàn. Tiếp đó ở đây tôi sẽ thêm cái hiệu ứng stop. Cái size của nó chúng ta có thể đặt nó khoảng 12 để cho nó nhìn nó rõ hơn. Ok, như vậy là chúng ta đã có cái tên của tạp chí và cũng như là hình ảnh người mẫu chúng ta đã đặt lên trên này rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đưa một số các cái dòng text vào trong này. Thì ở đây thì tôi sẽ lấy các cái text nó có sẵn thôi, chứ chúng ta cũng không làm gì phức tạp đây cả. Đưa cái layer này lên bên trên để chúng ta tách từ từng cái dòng text này ra nhé. Chẳng hạn như là đây, chúng ta tách các cái dòng text này, chọn x này. Dòng. Cái chữ này thì chúng ta chọn cái phông chữ ở đây cho nó khoảng 24 đi. Được. Còn cái chiều cao này cũng khoảng 24 để cho nó vừa khít với cả cái này. Đây là một số các cái dòng chữ nó có sẵn ở trong này thôi, chúng ta không làm gì phức tạp cả, ta copy nó ra thôi. Để làm một số cái tiêu đề cho cái, thường là những cái này nó sẽ là tiêu đề cho cái phần tạp chí của các bạn. Trước mắt là chúng ta lấy các cái dòng text này ra đã. Đấy. Cái này cho lên trên này, nhưng mà nó sẽ không hiển thị bên trên đúng không? Đây là tôi cắt đến đoạn này. Và cái chữ này cũng để cỡ chữ khoảng 24. Và chiều cao của nó cũng sẽ là 24 để cho nó vừa với cả cái khuôn bên trên này. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy một số cái, không cần phải lấy nhiều. Đây chúng ta, tôi sẽ lấy điểm một vài cái để cho nó đỡ mất thời gian. Ta lấy thêm một cái dòng nữa thôi, chẳng hạn như dòng thứ này đúng không? Bỏ này đi. Chúng ta căn chỉnh các cái chữ này, 24 này đúng không? Cái này cũng là 24. Ở đây thì chữ lo lắm này thì chúng ta có thể cho to ra một chút nữa. Bởi vì các cái phông chữ này thì tùy các bạn, chúng ta sẽ tính toán để làm sao cho nó vừa với cả cái phần nội dung ở bên trong này, làm sao cho nó đẹp là được. Đấy. Rồi là cái text này thì có thể chúng ta cho sang bên phải, căn chỉnh để phía này về bên phải thì chúng ta căn lên phải, còn cái ở phía bên trái thì chúng ta căn lên trái, thì tùy các bạn. Ở đây thì chúng tôi cũng chỉ đưa ra một số các cái ý tưởng, sau đó là các bạn có thể phát triển các cái dự án của mình theo cái ý tưởng của mình. Những cái tiêu đề to thì có thể là những cái nhấn mạnh, điểm nhấn của cái trang tạp chí của các bạn. Thông thường thì khi thiết kế, người ta hay thiết kế kiểu như này, tức là đưa một số các cái tiêu đề những cái bài báo quan trọng, thường thường nó là các cái bài báo quan trọng, để đưa nó vào trong, đưa ra ngoài cái phần hình này. Các cái chữ này chúng ta cân đều nó ra, chẳng hạn như này. Màu sắc thì các bạn có thể tùy, ví dụ như là ở đây tôi có thể chọn cái màu trên này nó là màu trắng này. Đấy, cái phần này cũng lại là màu trắng này. Đấy,
cứ cách một cái màu đỏ thì chúng ta cho nó một cái màu trắng cho nó đơn giản. Còn tất nhiên ở đây một cái tạp chí các bạn có thể chọn rất nhiều các cái phông chữ khác nhau, các màu chữ khác nhau để cho nó đẹp. Thế còn cái dòng chữ màu đỏ này chúng ta nên cho stroke vào. Và ở đây stroke này thì tôi sẽ để nó khoảng 6 thôi. Sau đó chúng ta nháy phải chuột chọn copy layer style, kích vào đây và nháy chuột phải chọn paste layer style để cho nó giống các cái nội dung ở phía bên dưới này. Thì các cái định dạng này chúng ta có rồi chứ không khó khăn gì cả. Như vậy rất nhẹ nhàng và đơn giản, chúng ta đã thiết kế xong một cái bìa tạp chí không khó khăn gì cả, đúng không? Và ở đây các cái dòng chữ, các cái tiêu đề của bài viết, những cái bài viết nào nó nổi bật hay những bài viết nào nó hay, hay là những cái bài viết để người ta thu hút người xem, thì thường người ta sẽ để các cái bài viết này ra ngoài phía bên ngoài của bìa tạp chí. Đây cũng là một trong những phong cách thiết kế mà hiện nay cũng rất nhiều cái tạp chí người ta đang thiết kế kiểu như này. Rồi, chúng ta để làm sao cho nó phù hợp và làm sao cho nó đẹp với các cái thiết kế của mình. Ở đây chẳng hạn thì chúng ta bỏ bớt cái dòng này đi. Và nhiều cũng nhiều rất nhiều kiểu, ví dụ như cái dòng chữ này thì ở phía bên dưới của nó thì chúng ta có thể đặt vào đây một cái hình nền kiểu như này. Đâu nhỉ? Đây thì chúng ta có thể đặt vào đây một cái hình chữ nhật chẳng hạn, đúng không? Đấy, nó có rất nhiều các cái kiểu trang trí để làm sao cho nó làm nổi bật được các cái chữ này lên, hay là các cái thiết kế của các bạn khi chúng ta đặt lên thì nó làm nổi bật. Hoặc là trong cái rectangle này các bạn có thể giảm bớt cái độ opacity đi để cho nó cách điệu chẳng hạn như vậy. Và cái màu sắc của cái này thì có thể các bạn đặt nó màu đen chẳng hạn, để cho nó phù hợp với các màu bên trên bên dưới của nó. Cũng như là các cái phần này các bạn có thể copy nó xuống thôi, nhấn giữ phím Alt sau đó là copy cái thằng này xuống. Được chưa? Thì các bạn cũng có được cái nhấn Ctrl T để cho nó nhỏ lại so với cái khuôn này. Còn cái dòng chữ này có thể để nguyên như vậy, hoặc là các bạn có thể cho thêm cái hiệu ứng drop shadow vào đây để cho nó cách điệu hơn. Xin lỗi, cái này không phải drop shadow ở đây mà ở cái dòng chữ này cơ. Đấy, thì chúng ta có thể cho nó cách điệu hơn một chút để cho nhìn rõ cái nội dung của cái bài viết này. Và một cái điều cấm kỵ là chúng ta không được viết chữ vào mặt của người mẫu, mà chỉ có bên dưới người thôi, xung quanh người và những cái phần này. Và trong phiên bản Photoshop CC 2019, để bóp méo cái này đi thì chúng ta cần phải nhấn giữ phím Shift. Chẳng hạn tôi muốn cho cái tiêu đề của cái tạp chí này nó to ra như thế này thì các bạn phải nhấn giữ phím Shift. Shift ở đây trước đây thì chúng ta sẽ giữ được tỷ lệ, nhưng mà bây giờ thì chúng ta với phiên bản mới này chúng ta không cần phải giữ tỷ lệ bằng những cái nhấn giữ phím Shift, mà nhấn giữ bình thường chúng ta vẫn giữ được cái tỷ lệ của nó. Trên đây thì chúng tôi cũng đã vừa giới thiệu với các bạn một cái cách thức rất đơn giản để chúng ta có thể xây dựng được một cái bìa tạp chí theo cái phong cách thiết kế mới nhất hiện nay. Và video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.